Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về giống nho Pinotes. Pinotes là loại nho lầm rượu vang đỏ, là đặc trưng của Nam Phi, được trồng ở Nam Phi vào năm 1925 như một cây lai giữa Pinot Noir và Syrah. Nó thường tạo ra các loại rượu vang đỏ đậm với hương vị khói, hương vị táo và hương vị của đất, đôi khi có hương vị của chuối và trái cây nhiệt đới. Rượu vang Pinotes được sản xuất tốt có nhiều phong cách khác nhau, từ những loại rượu vang để bán dễ uống đến những loại rượu đậm đặc, cô đặc, có một số khả năng lão hóa cao. Sự đa dạng này thường được sử dụng cùng với Cabernet Sauvignon và Syrah để tạo ra những loại rượu chất lượng cao, đặc biệt là ở Stellenbosch. Pinotes là giống nho cứng cáp, thường chín sớm, năng suất cao nhưng hay bị bệnh do virus gây ra. Pinotes thích những nơi có nhiều nắng, nhưng nếu quá nhiều nhiệt vào cuối mùa sinh trưởng thì có thể khiến cho nho phát ra mùi acetone, khó chịu hoặc là có đặc điểm cao su bị cháy. Pinotes có vỏ nho đặc biệt đóng góp một số lượng lớn tannin. Trong sản xuất cũng cần phải cẩn thận, với trong quá trình lên men, nếu quá nóng, nó có thể khuyến khích các hương vị giống như là acetone phát triển. Các nhà sản xuất có thể hạn chế mức độ tiếp xúc với vỏ nho và giới hạn thời gian ngâm ủ rượu để cố gắng loại bỏ những điều này. Trong những năm gần đây, Pinotes thân nhẹ hơn, tương tự như Pinot Noir với nồng độ axit cao hơn. Bên ngoài Nam Phi, Pinotes đã có một chút thành công. Nó được trồng số lượng nhỏ ở bắc đảo của New Zealand, đặc biệt là ở Hawke's Bay, và nó cũng được tìm thấy ở các vùng của California, Brazil và Israel. Vừa rồi là những thông tin về giống nho Pinotes, và các bạn hãy cùng theo dõi Rượu Ngon để chúng ta cùng tìm hiểu nhiều hơn và các kiến thức về rượu vang nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.